Quyền Linh Cát Tường chào đón quý vị đến với bạn muốn hẹn hò với sự tài trợ chính của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tương. Và như trình tự thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Hả Mai. Còn mắt gì không thích con gái miền Tây? Không thích thôi chị. Em đụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Mời bạn nam. Cho anh. Thôi mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Nguyễn Linh. Chào anh. Chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Hoàng Quân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em 27 tuổi. Bạn làm việc gì? À, em đang là kỹ sư thiết kế cấu nhà cao tầng. Thiết kế nhà cao tầng á hả? Dạ đúng rồi. À, quê bạn ở đâu? À, quê gốc em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời bên kia. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Em đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Ngọc Hoàng ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê em ở Tiền Giang, mà nhà em thì ở Đồng Nai. Quê Tiền Giang, nhà Đồng Nai, làm việc Biên Hòa. Dạ. Anh kia thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng ta có thể thoải mái nói chuyện đi. Rồi giới thiệu về mình một xíu đi. Hỏi bạn gái gì hỏi đi. Bạn nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 94 anh. 94 với 90 thì cũng hợp đấy. Hợp không em? Em nghe nhiều người nói thì cộng trừ mà cộng trừ số chẵn thì nó có lẽ nó hợp đấy. Cộng trừ số chẵn là sao em? Rồi hỏi bạn ở đâu, mình giờ hẹn hò như thế nào, hỏi luôn đi. Hiện tại thì em đang ở đâu ta? Hiện tại em ở Biên Hòa anh. Nhà anh ở Bà Rịa thì đi về cũng đi ngang ở chỗ đó thì chắc cũng không vấn đề gì về cái khoảng cách. Thế em có trải qua mấy mối tình này hỏi đi. Em thì có bao nhiêu mối tình rồi ta? Dạ em trải qua một mối tình, quen cũng 5 năm nhưng mà một số lý do nên phải chia tay được 2 năm rồi anh. Anh thì cũng lẻ tẻ nhiều nhưng mà nếu mà gọi là chính thức thì chỉ có một mối tình thôi. Bạn đó thì học chung thời cấp 3, có quen khoảng cỡ độ 2 năm nhưng mà trục trặc là do anh cũng gặp một số chuyện cá nhân tình cảm này nọ rồi cũng do có lỗi bạn gái thì cũng chia tay. Hối hận nhưng mà không quay lại được tại vì bạn gái cũng đi nước ngoài rồi. Anh có đạo không anh? À có em. Dạ. Em có không? Dạ có. Vậy là ổn rồi, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu nha. Mình muốn tìm một người yêu thế nào bạn? À, dễ nhìn xíu. Dễ nhìn nó khó trừu tượng lắm em, dễ nhìn là sao em? Đừng có quá đen hơn em. Em thì đen rồi. Thì ở nhà thì em vạch ra nhiều lắm à, mà sao lên trên đây em quên hết rồi. Lần sau tao lấy giấy viết, tao viết ra. Em có đánh cho điện thoại mà điện thoại đưa cho em gái rồi. Giờ em quên. Em gái của em đâu em? À, màu vàng chị. À đây màu vàng. Em đưa điện thoại em đây. Rồi em đưa cho ảnh đi. Để anh đọc lên bên đây coi có. Đọc coi có cái gì không. Rồi mò ra được chưa? Rồi. Em thấy rồi chị. Hình mẫu lý tưởng. Thì cái ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, da trắng xíu, đừng có đen quá. Cao từ 1.5 đến 1.6. Tính tình hiền lành, vui vẻ, sống đạo đức, biết cư xử người. Từ từ, để tao soi đọc gì mà như mô tô bay vậy. Thì có chữ rồi, phải đọc cái gì. Rồi, 1.5 đến 1.6. Nào, có chữ. Da trắng, rồi gì nữa? Da trắng, tóc đen. Tóc đen, rồi gì nữa? Mắt đen luôn thì được. Trời ơi, này. Tính tình hiền lành, vui vẻ, rồi có đạo đức. Nói chung là biết cư xử với người trên, kẻ dưới. Còn gì nữa? Hết chưa? Lắm, dạ rồi. Trời, tôi đọc sơ, sao nhiều dữ vậy? Dài lắm hả? Ngoại hình dễ thương ha. À, đừng có đen quá. Cao khoảng 1.63m. Tính cách hiền lành, vui vẻ, đạo đức, biết cư xử người trên kẻ dưới, người xung quanh, với gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ công việc với mọi người. Quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam, trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy? Miền Tây tôi mắc gì trừ? Em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Còn nữa, tôi đọc, để tôi đọc hết cái đã. Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi. Trời ơi, nhiều quá mà đọc tôi sáng quá. Trời ơi, cái gì vậy?
Em định đọc em. Ủa, em viết cái clip này là mất thời gian bao lâu? Cũng soạn ra, cũng gom lại. Ai soạn? Em soạn, thì soạn. Em soạn bao lâu mới xong được cái bản phong thần này? Thì bắt đầu từ lúc mà chương trình gọi em thì soạn liền. Soạn tới giờ luôn á hả? Vâng, còn sót gì nữa không? Thì chắc có lẽ đủ rồi chị. Trời ơi, nhiêu đó mới đủ thôi đó hả? Còn mắc gì không thích con gái miền Tây? Nếu mà họ sống mà phóng khoáng quá thì em không thích phóng khoáng, mà cả về vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là sống mà vô tư, ít lo quá thì... Ủa, ý em nói con gái miền Tây sống phóng khoáng hay sao? À, em không có đánh đồng vậy, nhưng mà tại chắc có lẽ là do em không thích thôi chứ. Tự nhiên do không thích vậy thôi đó hả? Em đụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Em cũng nói chung là không có đưa ra nhiều nguyên tắc đâu. Tự nhiên là tại vì lên chương trình á thì có nhiều clip quá, nhiều sở thích, sở trường, sở đoản rồi tùm lum, em phải list ra rồi thích người nào thì em phải list ra hết. Nên thành ra đặt vô cái nguyên tắc khuôn khổ luôn, chứ mình sống thì không phải vậy. Khuyết điểm của em là gì? Hơi bừa bộn ấy. Đúng rồi. Nhìn kìa, mang dài sao không buộc dây dài? Hồi nãy trên kia em... Không có lý do gì hết trơn á. Tại sao mọi người mà bê bối cẩu thả vậy? Không, chị đừng nhìn vậy mà đánh đồng em vậy. Đâu có. Tại sao em lại đánh đồng người miền Tây là không được? Thôi về bản đi, về bản đi. Trời đất ơi. Dây dài vô, đụng chạm mà thấy chưa? Không, người miền Tây á là rất là dễ thương. Dạ, dạ. Có lẽ em do coi phim hay là em bị một cái cú sốc gì về miền Tây thì em thích gái miền Tây. Chứ gái miền Tây rất là dễ thương nha em. Dạ. Em thôi được chưa, rồi. Chắc do em chưa gặp thôi. Hồi chị Tường qua gặp. Chị Tường cho em rút lại nha chị Tường. Muốn chưa? Ơi, chào em. Dạ. À, có lẽ anh này cũng hơi vui. Thành ra cũng hơi lố lố một tí. Chứ thật sự con người ảnh anh thấy nãy giờ cái tâm không phải là như vậy. Thí dụ giờ ảnh thích em, yêu em, tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu tới được? À, em cũng không có quan trọng thời gian. À, tìm hiểu thấy hợp thì khi nào cũng được. Coi như bỏ qua nãy giờ. Bỏ sao được? Nha. Không bỏ, đi về bển đi. Nè, mà em thích cái mẫu người bạn trai cái chuẩn như thế nào? Chững chạc. Không, bên kia chưa chững chạc. Dây dài mà không buộc nữa mà. Rồi tiếp em. À, biết suy nghĩ, lo lắng cho gia đình, có nụ cười tỏa sáng như Đương Phúc Thịnh. Chắc được hả? Bạn ở bên đây nó chắc được đó. Nụ cười nắng tắt. Bây giờ em có người thân đi theo không? Dạ có gia đình cậu em với bạn em. Người ta người miền Tây hết đó nha anh. Dạ, chào cô cậu. Chào MC Quyền Linh. Dạ, MC Cát Tường. Dạ. Thì từ giờ ngồi bên đây thì thấy cháu trai này á, tướng tá thì cũng được, tính cách thì cũng vui vẻ, hiền lành. Coi như là cái chuyện gì mà bê bối á, thì cũng coi như là bỏ qua đi, không sao hết trơn á. Chắc hơi hồi hộp phải gì ha. Cháu Trang ở đây á, thì cũng nhà thì cũng hơi xa chút thì, không vấn đề gì đâu. À, dạ. Thì cô cũng thấy cũng được. À, còn không về được. Chuyện hai đứa quen nhau hay không thì do quyết định của hai cháu ha. Dạ. Trời, cô dễ tính quá. Chú có ý kiến gì không chú? Cậu. Cậu ba nói, thấy cháu cũng vui vẻ, cậu ba thấy cũng được. Cậu ba người đâu? Người Tiền Giang. Góc Tiền Giang. Tiền Giang đó nha. Tôi cũng ở Tiền Giang này nha. Có đi với ai không cưng? Dạ anh đi với áo vàng em gái. Chào em. Dạ em ruột hả cưng? Dạ em gái ruột. Rồi. Dạ em thấy chị này dễ thương, hiền, hình như hơi lùn xíu. Nhưng mà dễ thương. Khi nào chị rảnh thì chị lên thành phố đi chơi. Ừ, chị cũng hay lên lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Bây giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện nhau đi. Kéo màn. Rồi. Chào anh. Ừ, chào em. Nữa hả? Cái gì nữa? Móc bóc gì nữa vậy? Hết hồn. Quà tặng em. Em cảm ơn anh. Sao anh lại không thích người miền Tây anh? Do quan niệm hồi xưa thôi. Ông bà để lại thì không có anh... đâu. Ông bà nào? Không có ông bà nào quan niệm gì đâu. Em phải nói là do quan niệm sai lầm của anh. Dạ. Chắc có lẽ vậy. Dạ, tại vì anh... ở đâu cũng có người này người kia thôi anh, chứ không phải. Thì anh đã nói là anh không đánh đồng cái đó. Anh quan niệm thế nào về tình yêu? Anh cũng không có tin tuyệt đối 100% vào nó. Anh khoảng cỡ 70-80% thôi. Tại vì anh thấy đa số mấy cặp vợ chồng á, lúc mà chưa cưới thì nó say đắm ghê lắm. Còn
lúc mà mà về rồi thì đa số người ta sống vì trách nhiệm con cái này nọ là hơn. Cái này bậy à, cái này bậy đó. Sao bữa nay em có nhiều quan đa số rồi nha. Đa số cặp vợ chồng là về họ yêu thương nhiều hơn, chỉ có một vài cặp là à dạ đúng rồi anh nói đúng rồi. Ngược lại như vậy. Em run quá dùng cái từ hơi sai. Còn lại phút cuối đó cố gắng đi em. Cố gắng đi thuyết phục cô gái phút đi. Phút cuối rồi đó. Anh thấy là em nhìn em thì xinh rồi anh với em thì có một số điểm nó gọi là giống nhau ấy, đi về cùng một hướng đường ấy. Nên anh có thích đi phượt không? Anh đi được một lần. Em cũng thích đi phượt. Đi bạn bè hay đi riêng? Đi với bạn bè nguyên nhóm luôn anh. À thì anh cũng thích đi phượt lắm. Tại chưa có điều kiện đi nhiều thôi tại vì... Anh thích đi hai đứa phải không? Không không không. Đi đông nó vui vậy. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân hay gì không? Bây giờ vẫn còn sớm. Ví dụ như sau này mà tìm hiểu nhau rồi á thì lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị anh. À anh bây giờ anh 27 á thì anh định là kết hôn thì tầm khoảng cỡ 27 đến 30 hoặc 31 gì đấy. Là khoảng từ 27 đến 31 ha anh? À vâng đúng rồi. Em không sao hết, cũng được. Anh thấy em có vẻ hợp với anh ấy. Nói chung anh cũng có cái chí cầu tiến. Ở trên đây thì cũng chưa đánh giá được cái gì về bản thân hay con người của mọi người á. Nên anh nghĩ là sau chương trình này thì mình nên có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Còn em? Nếu mà hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện cảm nhận về nhau, nói chuyện để hiểu nhau. Và bây giờ chúng ta quyết định bấm nút là đặt trách nhiệm vào cái bấm nút của mình nha các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Nào, hãy nắm tay bạn gái đi. Đấy, một cô gái miền Tây rất là xinh xắn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Nắm tay thật chặt. Đây là chiếc điện thoại. Muốn nói gì cô ấy mở điện thoại lên nói nha. Đi xem phim đi hai bạn. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa. Phải coi trúng mùa rau mới được ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi thứ hai. À mày. Mời bạn nam. Xin chào Hồng Nghị. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Rồi em gái giới thiệu về mình trước đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Tùng, 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm nhân sự tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Rồi mời bạn nam. Em là Lê Hồng Nguyên, năm nay 35 tuổi. Công việc hiện tại của em là trồng rau ở Lâm Đồng hả chị? Từ Lâm Đồng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Mình trồng rau nhiều không? Dạ nhiều anh. Chuẩn bị cái thời gian tới đây thì em sẽ làm nhà kính để trồng rau sạch gì. Nhà đó là Lạc luôn hả? Huyện Đơn Dương. À. Bây giờ nó hơi xa xa nhau tí thì mình tính hẹn hò như thế nào em? Biên Hòa thì xuống cũng gần mà chị. Gần là bao nhiêu? Dạ cũng 200 mấy. Hả? Gần vậy bao nhiêu lâu mình đi thăm bạn gái được một lần? Tối thứ bảy lên xe, sáng chủ nhật tới thì tối chủ nhật về lại. Mình 35 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ cũng 3 mối tình nhưng mà không có mối tình nào gọi là nó êm đẹp cả. Cũng quen có thời gian rồi thôi. Dài nhất là bao lâu? 6 tháng à. Cái thời gian đó mình cũng đang làm việc, còn đang học thêm lên cao đó, rồi mình không có tính tới. Bạn học lên cao là học gì? À, học bên đại học xây dựng. Đại học xây dựng. Nhưng mà sao cuối cùng đi trồng rau? Dạ thì tại vì giờ về thì phụ cho ba mẹ thôi. Nhà mình được vườn rau nhiều không? Dạ cũng được mẫu à. Một hết rau là cũng nhiều đó nha. Em trải qua mấy mối tình rồi Tùng? Dạ hơn 2 ạ. Cái cuối cùng thì chắc cách đây cũng 2-3 năm rồi ạ. Lý do tại sao lại chia tay? Sau một thời gian tìm hiểu á
thì sẽ phát hiện ra là mình không còn hợp nhau nữa. Cho nên rút kinh nghiệm lần này phải tìm hiểu cho kỹ nha. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa nó đã coi trúng mùa rau mới được ha. Khi nào mà hai người cảm thấy phù hợp, thời gian là cũng phù hợp luôn, và khi nào anh cầu hôn nữa. Khi nào bạn trai mới có thể cầu hôn bạn gái được em? 3 tháng em chấp nhận yêu chưa? Em cũng không trả lời trước được ạ, tại vì nó cũng tùy thuộc vào tìm hiểu chính thức. Đúng rồi. Thì lúc đó mình tùy thuộc vào đối tượng nữa ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mới nhìn thì mọi người sẽ nhìn là có vẻ hiền hoặc là yếu đuối, nhưng mà thực sự rất là mạnh mẽ và độc lập, thích cuộc sống gia đình. Điểm yếu thì do là mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta sẽ không thấy được rằng là em cũng yếu đuối. Bạn trai thì sao? Mình có những điểm gì đặc biệt? Bất cứ việc gì em cũng có thể làm được cả. Bạn sẽ làm gì cho mối tình sắp tới? Dạ thì nói chung là về tình cảm rồi cái thời gian, chung là những cái gì mà bạn nữ có thể yêu cầu. Yêu cầu bạn, bạn làm hết. Dạ. Em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền, tự lập. Em không có hiền anh ơi. Không có hiền, sao nghe giọng hiền lắm mà. Dạ. Em giữ là giữ như thế nào? Không giữ nhưng mà cũng không phải thuộc đối tượng hiền. Không sao, mình em có nóng tính không? Anh hỏi ngày xưa thì có, nhưng mà bây giờ đầm rồi vâng. Đúng rồi ạ. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải là một người có tài, có đức, có bản lĩnh, yêu thương, thấu hiểu và san sẻ với nhau. Và điều tiên quyết nhất phải là làm được cho trái tim em rung động. Wow, đó là quan trọng. Nói gì nói tiêu chuẩn gì mà miễn mà không có rung rinh là thua phải không? Cái mẫu người lý tưởng của mình có đưa ra cái mẫu người như thế nào không? Anh Nguyên có xem bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt không ạ? Chưa quen nhau đòi ly biệt rồi em. Có coi phim đó rồi nhưng mà lâu rồi. Dạ, thực ra cái tiêu đề như vậy thôi, nhưng mà trong đó có một cái cặp đôi mà em rất là thần tượng. Đấy là tình yêu của anh Hà Thư Hoàn và cô Y Bình. Qua rất là nhiều sóng gió thì cũng về với nhau. Và em cũng hy vọng một chàng trai như vậy. Sóng gió còn chi, cái đó trên phim thôi. Dạ. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Tính ở tường. Cái đó không có em ơi. Không có tính nham hiểm. Tính nham hiểm? Dạ. Là sao em? Là cái tâm xấu. Cái tâm xấu. Cái này đúng ạ. Coi có tâm có xấu không? Em ơi, em chờ tìm. Mình có nghĩ mình là người có tính nham hiểm không? Em biết nham hiểm như thế nào em đâu biết. Không biết. Nham hiểm là... có nghĩa là mình có những cái suy tính mà mình làm tổn hại đến người khác. Dạ không. Không. Hồi đó giờ mình có hại ai gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sắp tới định hại ai không? Hại nhiều không? Hại nhiều lắm luôn á. Giết tôi nói một ngày biết bao nhiêu sâu bọ luôn. Đâu, trong đậu sạch sao giết sâu bọ anh. Ví dụ bây giờ mình lấy vợ mà vợ mình ở xa quá, thì nếu mà rước về quê mình trồng rau thì cổ không chịu, rồi mình có muốn mình tới chỗ của cổ thì mình có cái cách nào không? Dạ, có làm sao thuyết phục? Qua lại lại đó chị. Lấy nhau rồi sao qua lại lại được? Cứ để cổ đi làm một thời gian đã, rồi khi nào muốn về thì về. Dễ mà, này dễ. Em dễ chịu. Vậy hả? Rồi có làm dâu làm đồ gì không? Dạ không chị. Không luôn. Tại vì cái dưới cái vùng em nó nóng á. Nó không có trồng được dâu. Vậy là giờ lấy vợ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Chứ sao tự nhiên làm dâu là cổ làm dâu? Ừ. Dạ được. Từ xứ em không trồng được dâu hả? Ta nói lộn thôi mà làm dữ vậy. Chừng nào mình tiến tới hôn nhân được anh? Dạ thì trong nửa năm vậy. Bây giờ là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ, ở chung với mẹ. Rồi thôi không hỏi vụ làm dâu nữa, mắc công không nói lộn nữa. Xứ anh không có trồng dâu được nha cưng. Muốn trồng thì trồng cái khác. Không, em thích ăn dâu. Em đã nói không có trồng dâu được rồi, dâu hoài. Theo anh đánh giá đó, anh này là một người cũng rất là chất phác, thật thà, có làm sao nói vậy, rất là lành tính, dễ thương. Bây giờ thí dụ em về Đà Lạt trồng rau luôn được không? Em nghĩ chắc không đủ sức khỏe để trồng rau. Nếu mà anh có thuê người không hay tự trồng ạ? Nếu sau này làm nhiều thì thuê người chứ. Dạ. Anh nghĩ trồng rau giờ nó là công nghệ hết rồi, tưới cũng bằng máy hết, tất cả mọi thứ nó đơn giản lắm. Dạ. Thôi, bây giờ mình sẽ hỏi xem ý kiến người thân sao mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái và chị ở cùng phòng ạ. Theo chị thì chị thấy anh về khoảng cách là không thấy, chị thấy xa quá so với em. Thì đó là hạnh phúc của em, là em là cặp mặt em quyết định. Em chào chị.
Cái nếu mà quen được á thì mình sẽ tiến tới hôn nhân rồi. Cho dù là khoảng cách xa như thế nào thì cũng không biết. Nếu mà đã hợp nhau rồi thì... Do duyên số mà em gõ cửa được trái tim của em gái chị thì chị ok. Có khó không gì? Khó đó không phải là do năng lực của em, do khả năng của em. Do em hết á, ha. Đi với ai không? Dạ, có đi với lại hai dì với lại anh. Dạ, em chào dì ạ. Con chào dì. Dì chào con. Dạ. Thấy con rất là dễ thương. Tính cách của con độc lập, thấy hiền nhưng không hiền. Mạnh mẽ là tốt, dì rất thích con. Con cảm ơn. Nếu mà cháu của dì á, thì nó không có đẹp trai, nhưng nó hiền lành và nó chịu khó làm ăn. Dì nghĩ con là đang làm nhân sự, mà nó là một người làm vườn, mà nó cũng có kiến thức là trước nó học ở đây, nó học về xây dựng, thì hai đứa phối hợp cùng làm thì ok, dì chấp nhận. Dạ. Chào cháu. Dạ. Dì thì sống xa nguyên cũng lâu gì ở thành phố chứ không có phải ở Lâm Đồng gì này, thì ở Đà Lạt. Huyện Đơn Dương là bây giờ là nông thôn mới của cả nước, thì đang đầu tư phát triển nhiều. Nhà thì có nhà cửa, có ruộng, có đất để làm. Tại nó hiền quá. Nếu mà có một người mà phụ nữ mạnh mẽ hỗ trợ thì có thể là phát triển hơn. Cái duyên số là do hai cháu còn gặp nhau, còn tìm hiểu nhau nữa. Còn riêng với dì thì dì thấy là dì thích cháu. Dạ, cảm ơn dì ạ. Dì ha. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Từ nãy giờ chỉ là những ý kiến tham khảo thôi. Mời hai bạn. Chào em. Hoàng. Chào em. Cảm ơn anh. Anh thấy em đẹp không? Hôm nay có trang điểm nên chắc đẹp hơn mọi hôm. Không, nếu mà để tự nhiên thì nó cũng tốt hơn. À, anh có thích người phụ nữ điệu không ạ? Không, điệu vừa phải thôi. Em hơi điệu. Không biết nó có làm cho anh cảm thấy thất vọng không? Tại vì là mình điệu là điệu trong mắt của chồng, chứ đâu có điệu với ai đâu mà sợ. Dạ không, em đi làm em điệu nhất công ty ạ. À. Để có anh nào ngắm không? Em trẻ nhất công ty thì chắc cũng có. Nhưng mà mấy người kia có gia đình hết rồi nhỉ? Dạ có hết rồi, mà cũng dạ, là thôi, dẫn sao. Chơi bình thường á. Dạ không sao. Thì mình nếu mà mình quen nhau thì cái công việc của em thì em vẫn cứ làm, anh thì anh vẫn cứ làm công việc của anh. Tiến tới hôn nhân á thì cái công việc của em thì em vẫn cứ vậy. À, cũng thấy hơi khó khăn. Khó khăn về cái gì? Khoảng cách nó khá là xa, anh có thấy khó không ạ? Nếu mà lên xe thì ngồi 11 giờ đêm thì khoảng 2 giờ mấy 3 giờ là tới nơi rồi. 2 3 giờ sáng tới nhà anh ta là sao? Không có quan trọng cái chuyện đó, yêu nhau mới. Còn không đi ban ngày vậy. Vấn đề chỗ là hai người có đủ để đến với nhau. Cảm leo xúc xe đó, thôi. Nói. Anh thấy cô này có hợp với mình không? Được anh. Cảm nhận đầu tiên có thích không? Dạ thích. Trái tim mình có đập mạnh chưa? Dạ. Đang từ từ anh. Không đập mạnh được, đập mạnh chết sớm sao. Hay hát một bài nào đó tặng cô ấy đi. Hát bài Vì Đó Là Em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta với em như mấy ngàn biển sông, ta với em như vùng. Không quên lời. Dạ không sao, để hát sau cũng được. Mới đây thì em có nghe được một câu như thế này. À, trong tình yêu, dù cô có thích người đấy đến như thế nào thì người chủ động nhất định phải là người đàn ông. Và nếu người đàn ông không chủ động thì cô thà bỏ lỡ còn hơn. Không biết là anh thấy có đúng với anh không? Nhưng mà theo cái đó là hồi xưa nhưng mà bây giờ nó cũng khác đi chứ. Em cũng thích người đàn ông chủ động. Được. Đừng có thụ động. Thụ động quá đôi khi mình mất cơ hội đấy. Nhá chàng trai. Dạ rồi. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Thank you.
Tại sao bạn nữ lại bấm hơi chậm chút xíu? Do dự. Đúng là em có do dự. Ủa nắm tay luôn rồi hả? À nhanh nha, chủ động, được. Hãy cho mình một cơ hội. Có thể. Qua đây thấy được rằng là em hãy chủ động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và quyết liệt hơn nữa. Bây giờ anh cảm nhận như thế nào với cái nắm tay này? Ấm. Ấm. Anh nói điều câu gì đó với bạn gái đi. Nói đi. Em chấp nhận là bạn gái anh. Hiện tại thì chưa. Nhưng mà có thể cho anh cơ hội để tìm hiểu thêm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Đây là vé của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Vâng. Và quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ các tôi cùng Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.